mẫu SUV cỡ A có giá bán siêu rẻ của Suzuki vừa chính thức ra mắt, cạnh tranh với Kia Sonet và Toyota Raize trong phân khúc. Suzuki Brezza 2022 vừa chính thức ra mắt với mức giá cao nhất chỉ hơn 400 triệu đồng, xe sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội dùng để cạnh tranh với Sonet và Raize. Mới đây, Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ A Brezza 2022 tại thị trường Ấn Độ, xe được phân phối với 4 phiên bản trang bị cùng giá bán giao động từ 799.000 đến 1 triệu 396 000 rupee, khoảng 235 410 triệu đồng. Về thiết kế, Suzuki Brezza 2022 có kích thước tổng thể dài lần lượt là 3.995 x 1.790 x 1.640 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, Brezza 2022 chỉ cao hơn 45 mm, các thông số còn lại đều tương tự phiên bản cũ. Suzuki Brezza 2022 có thiết kế vuông vức để tối ưu hóa không gian bên trong. Ngoại hình xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hiện nay. Bên hông xe có nẹp thân màu đen và bộ vành hợp kim phối hai màu mới. Trong khi đó, đằng sau của mẫu SUV hạng A này có thêm cụm đèn hậu thể thao, trang trí bằng tem chữ nổi Brezza. Mẫu SUV hạng A này có khoang không gian nội thất hiện đại và sặc mùi công nghệ. Nhiều chi tiết nội thất của xe Suzuki Brezza 2022 khá giống với mẫu xe anh em là Suzuki Baleno 2022, như mặt táp lô, bảng đồng hồ, vô lăng và màn hình thông tin giải trí. Trong đó, màn hình trung tâm của xe có kích thước 9 in, nằm độc lập hoàn toàn trên mặt táp lô và hỗ trợ Apple CARPLI trên Android Auto, hệ thống định vị, tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh Hi Suzuki. Về mặt an toàn, Suzuki Brezza 2022 sở hữu 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Suzuki Brezza 2022 chính là mẫu SUV hạng A đầu tiên trong phân khúc có camera 360 độ. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Brezza 2022 là hệ chuyển động My Hybrid với động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít và motor điện, tương tự Ertiga cũng như XL6 hệ chuyển động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 137 Newton. Xe được trang bị hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng dành cho bản cao cấp. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.